Bước vào tuổi trung niên, năm con giáp này gặp đại phú, đại quý, của cải có được trong tầm tay. Dẫu năm tháng tuổi trẻ phải trải qua nhiều vất vả song năm con giáp này càng già càng giàu, cứ thêm tuổi thêm tiền. Tuổi của bạn có thuộc trong số này. Đại đa số những người thuộc năm con giáp này, tuổi trẻ có thể trải qua nhiều bôn ba lập nghiệp, nhưng đến giai đoạn trung niên sẽ đi vào ổn định. Tài lộc đủ đầy, hạnh phúc và viên mãn. Một Tuổi ngựa Sinh năm 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, màu sắc may mắn đen, số may mắn 6, ngựa là con giáp đứng thứ 7 trong 12 con giáp. Theo đặc tính tự nhiên, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã. Vì thế, dân gian chiêm nghiệm người tuổi ngựa sẽ mang tính cách năng động, nhiệt tình, thích nơi đông người và đam mê khám phá điều mới mẻ. Ở giai đoạn đầu của cuộc đời, người tuổi ngựa phải nếm trải không ít thất bại nhưng điểm mạnh của họ là không dễ dàng từ bỏ mục tiêu và lý tưởng. Họ dũng cảm đương đầu với thử thách để đạt được thành công nhờ sự nhiệt huyết, giàu năng lượng tích cực và tinh thần vươn lên không mệt mỏi nên ở giai đoạn trung vật, cuộc đời họ xuất hiện những bước ngoặt có tính chất thay đổi cục diện theo hướng tích cực, thuận lợi và suôn sẻ. Đặc biệt khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp và cuộc sống của người tuổi Ngựa sẽ lên như diều gặp gió, ước mong giàu sang phú quý nắm chắc trong lòng bàn tay. 2. Tuổi Khỉ Sinh năm 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, màu may mắn xanh lá cây, số may mắn 3. Những người tuổi Khỉ thường sở hữu những quan điểm sống cởi mở, lạc quan và khó có thể bị suy sụp dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, họ cũng thu hút rất nhiều bạn bè do tính cách thân thiện dễ gần. Tuy nhiên, vì tính cách nóng vội, hấp tấp nên dễ hỏng việc, công việc và sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng gặp khó khăn trong chinh phục gặp thái thành công song trải qua những năm tháng tuổi trẻ bước vào tuổi trung niên họ có cho mình sự tự tin và quyết tâm lớn vào thời điểm điểm này người tuổi khỉ hoàn toàn có thể phát huy khả năng của bản thân dụng công phát triển sự nghiệp đây cũng là khoảng thời gian mọi cố gắng trước đây sẽ được đền đáp một số khoản đầu tư bắt đầu thu về lợi nhuận một số người có thể bắt đầu lên kế hoạch để triển khai dự định ấp ủ của mình nhưng cần cân nhắc kỹ mọi yếu tố trong đầu tư hay chi tiêu lựa chọn những đối tượng đáng tin cậy để kết hợp 3 tuổi rồng, sinh năm 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, màu may mắn xanh lá cây, số may mắn 3, ngày 8. Những người thuộc tuổi rồng thường sở hữu trí tuệ thông minh sắc sảo, tính khí mạnh mẽ, tâm lý hướng đến trời cao biển rộng giúp họ có thêm động lực để gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ lại là những người có tính cách không ổn định điều này ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống ở những năm tháng tuổi trẻ. Tuy nhiên sau tuổi trung niên, với sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sống phong phú, con đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng suôn sẻ hơn, nhanh chóng đạt được điều mong muốn trong cuộc đời. 4. Tuổi Châu Sinh năm 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Màu may mắn, trắng, số may mắn, 4, 9 châu là con giáp đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần bởi vậy những người tuổi này đa số sống tự lập trưởng thành sớm có tính cách mạnh mẽ và kiên định người tuổi châu có nhiều ước mơ hoài bão ý chí lớn không ngại khó khăn nguy hiểm tuy nhiên thời còn trẻ họ thường sẽ vất vả để xây dựng nền móng sự nghiệp nếu kiên trì vượt qua được những trở ngại khó khăn họ sẽ tích lũy được kinh nghiệm từng bước thăng tiến trong cuộc sống người tuổi châu có trí có lực nhất định sẽ trở nên giàu có khi đến tuổi trung niên Thêm nữa họ là người tốt bụng và trung thực, đáng tin cậy và tận tâm trong công việc. Khi đến tuổi trung niên, họ luôn được xếp coi trọng ở nơi làm việc, nhận được những dự án rất tốt. Năm tuổi gà Sinh năm 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Màu may mắn vàng Số may mắn 5 những người tuổi gà có thể bởi hạn chế tầm nhìn chưa tìm kiếm được cơ hội phát triển bản thân nên khi còn trẻ thường kém may mắn khó khăn về sự nghiệp nhưng khi đến tuổi trung niên do đã tích lũy được kinh nghiệm xã hội nhất định và có vốn tích lũy ban đầu trong tay nên họ chắc chắn sẽ thành công khi đầu tư hay quản lý tài chính sự nghiệp của họ cũng từ đó mà phát triển không ngừng tuy nhiên người tuổi này cần lưu ý sau khi có tiền trong tay không nên quá keo kiệt nhất là khi thấy người gặp nạn bạn đừng cười nhạo mà hãy giúp đỡ về kinh tế cho họ nếu có thể chỉ có như vậy bạn mới có thể giúp bản thân không ngừng tích lũy phúc đức duy trì được tài lộc dồi dào mãi mãi thông tin mang tính tham khảo